Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Thì Hùng bán nhà của ấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một khu nhà phố rất đẹp, một khu đồng bộ nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài gần 14m và được thiết kế là một lửng và ba lầu, và hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị mình phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mà chính của hai căn nhà chúng ta. Trong đây chúng ta có 6 căn mới bán và 2 căn thì đã xong, và chúng ta bán 1 căn rồi, chúng ta chỉ còn 1 căn. Còn 4 căn thì đang hoàn thiện nha mọi người. Và khu này đang có giá bán rất mềm, chỉ có 4 tỷ hơn một chút xíu thôi. Còn thương lượng với anh chị chủ nhà nữa. Thì quý anh chị quan tâm có thể gọi ngay cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và đây là con đường trước nhà mình, một con đường nhựa 10m. Hai dãy nhà lầu đồng bộ san sát nhau, cách mặt tiền đường chính đường Hà Huy Giáp của chúng ta khoảng chừng 100m thôi. Khu này rất cao cấp, xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Một khu nhà đồng bộ cực kỳ sang trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sát bên với trường Cao đẳng Điện lực cũng như là khu vực ngã tư ga. Từ nhà mình qua trung tâm quận Gò Vấp khoảng chừng 5 phút, đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 30 phút và đi qua sân bay khoảng chừng 15 phút nha mọi người. Với vị trí đẹp, đường xe tải vào tận nhà, đường rộng, khu nhà lầu sang trọng đẳng cấp và giá bán đang rất mềm như thế này thì chúng ta thấy khu nhà này rất là VIP. Rồi Hùng xin mời tất cả quý anh chị cũng như những vị khách hàng quan tâm vào tham quan căn nhà. Phía trước chúng ta có một lớp cổng sắt phía ngoài, bên trong chúng ta khoảng sân, và di chuyển trong nữa chúng ta sẽ tới với lớp cửa chính, lớp cửa gỗ căm xe. Nhà mình được thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu, có khu vực sân đậu xe máy, khu vực phòng khách hoặc gara xe hơi dưới tầng trệt, phòng bếp trên tầng phía sau, phòng khách trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà mình được tặng kèm full nội thất bên trong như mọi người đang thấy đây, với sofa, bàn ăn, tủ kệ tivi, tranh ảnh trang trí và rất là nhiều nội thất trang trí khác nhau, cũng như là giường ngủ và chăn ga gối đệm được tặng kèm khi chúng ta mua. Đây là một căn nhà quận 12 thiết kế cực kỳ đẹp nha mọi người. Không gian phòng khách chúng ta đổ bê tông và ốp gạch phía dưới, phía trên thì chúng ta ốp nhựa và đá, giá đá. Và nhà mình thì thiết kế là một lửng và ba lầu. Phía trên tầng lửng thì chúng ta có tầng lửng rất là cao và thoáng với đèn chùm chiếu sáng phía trên. Và tường chúng ta sử dụng giấy dán tường kết hợp với nhựa ốp giá đá và nhựa giá gỗ, tạo nên một căn nhà ở khu vực quận 12 và rất là đẹp, đẹp hơn khu vực đẹp hơn rất là nhiều một số căn ở nhà bán ở quận Gò Vấp nha mọi người. Và giá bán anh chủ nhà đang chào bán cho căn nhà này chỉ có 4 tỷ 380 triệu đồng còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà hướng đông nam, diện tích ngang 4m2, độ dài gần 14m này thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và di chuyển vào phía trong, chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng bếp với một bộ bàn ăn 4 ghế này. Trên tường phòng bếp thì chúng ta ốp nhựa giá gỗ và ốp kính caro rất cao cấp. Phía bên này là khu vực tủ kệ bếp, với tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi, có tủ kệ bếp trên dưới, mặt đá bếp họ màu đen. Và khu vực đặt bếp cũng như là khu vực bồn rửa chén bát. Phía cuối nhà mình chúng ta có một khoảng sân và khoảng giếng trời phía sau. Đây là khu vực sân và giếng trời phía sau, được trồng cây, trồng hoa, ốp đá rất đẹp và cao cấp. Phía trên là khu vực không gian lấy sáng và những cái lan can để che khu vực giếng trời. Và cuối nhà thì chúng ta cũng có một phòng vệ sinh nha quý anh chị ơi, một phòng vệ sinh để sử dụng ở dưới tầng trệt, khu vực gara xe hơi, phòng khách số 1 và phòng bếp. Với hướng nhà là hướng đông nam thì rất là mát mẻ và phù hợp cho quý anh chị thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và với vị trí căn nhà nằm giáp với Cao đẳng Điện lực, khu vực phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, gần với Ủy ban Nhân dân quận 12, sát bên Gò Vấp và di chuyển về các quận trung tâm như là Gò Vấp, quận 1, quận Nhất, quận 3, quận Tân Bình, Tân Phú cũng khá là gần, phù hợp cho quý anh chị mình có nhu cầu và mua nhà khoảng tầm 4 tỷ thì đây là một trong những sản phẩm nhà bán có lửng, nội thất cao cấp được tặng kèm và thiết kế trang trí cực đẹp nằm trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến quý anh chị mình trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình có bên mình. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên tầng lửng thì chúng ta thấy có sofa, tủ kệ tivi, bàn trang điểm, trên tường được ốp nhựa và có giấy dán tường tranh ảnh trang trí. Phía sau không gian tầng lửng là cửa sổ ba cánh, cửa lùa ra khu vực giếng trời phía sau, và phía sau nhà mình là đất trống nên chúng ta có thể hóng mát, hít không khí trong lành và
ở trong căn nhà như vậy thì rất là sướng nha mọi người. Phòng khách trên tầng lửng này thì tặng kèm full nội thất rồi, chúng ta đang thấy đây, tranh ảnh trang trí rồi, tủ kệ tivi và rất là nhiều đồ trang trí khác nhau sẽ được anh chủ nhà tặng lại hết khi chúng ta mua. Và theo Hùng đánh giá, đây là một căn nhà ở khu vực quận 12 và thiết kế và trang trí nội ngoại thất chẳng khác gì những căn nhà đẹp ở khu vực quận Gò Vấp nha. Và giá bán chỉ bằng 1/2 của những căn nhà ở quận Gò Vấp thôi. Thì quý anh chị, những vị khách hàng nào có nhu cầu quan tâm và muốn sở hữu đến căn nhà này, hãy bốc máy và alo ngay cho bên Hùng để đi xem và được tư vấn đi xem nhà, cũng như được xem nhà và mua nhà với giá tốt nhất thị trường quận Gò Vấp cũng như là quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên tham quan phòng ngủ. Khu vực cầu thang thì chúng ta sử dụng tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương và cầu thang được thiết kế rất đẹp và cao cấp. Nhà mình thì hai lầu phía trên chúng ta có 4 phòng ngủ và được gia chủ tặng kèm 3 phòng ngủ là full nội thất nha. Và nhà mình thì có 3 phòng vệ sinh, mỗi lầu chúng ta chỉ có 1 phòng vệ sinh thôi. Phòng ngủ số 1 thì chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công này, giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm, tủ đầu giường, tranh ảnh trang trí và cửa phòng ngủ là cửa gỗ sồi, ống máy lạnh đã được gia chủ gắn sẵn rồi. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ số 1. Và một lầu thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ở giữa với bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen, cũng như là vòi tắm sen thuyền và bồn tắm đứng phía trong. Đây là phòng vệ sinh nha mọi người, phòng vệ sinh khá đẹp, có máy hút mùi luôn. Phía sau là phòng ngủ số 2 với giường ngủ 1m6, phía sau là cửa lùa 3 cánh ra khu vực phía sau để chúng ta lấy gió và lấy mát cũng như là có không khí trong lành. Phía sau là khu vực sân vườn, vườn cây của khu đất đối diện. Thì mỗi phòng ngủ thì chúng ta đều có giường ngủ, chăn ga gối đệm, tranh ảnh trang trí, ống máy lạnh. Và chúng ta vừa tham quan phòng ngủ số 2. Chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu để tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Phòng ngủ số 3 và số 4 thì chúng ta được tặng một phòng full nội thất nữa là 3 phòng. Còn một phòng thì chúng ta về tự trang trí nha mọi người. Chúng ta đang thấy đây thì phòng ngủ số 3 thì cũng có giường ngủ, chăn ga gối đệm, tranh ảnh trang trí và phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công, màn rèm cửa hai lớp. Và Hùng xin nhắc lại là diện tích căn nhà mình là ngang 4m2, độ dài gần 14m, được thiết kế là một lửng và 3 lầu. Nhà mình sẽ có khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng bếp, phòng khách trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà mình là hướng đông nam, vị trí căn nhà mình nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, giáp bên cao đẳng điện lực, cũng như là khu vực ngã tư ga. Từ nhà mình đi về trung tâm Gò Vấp, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 25 đến 30 phút và ra sân bay khoảng chừng 15 phút. Sát bên là quận Gò Vấp, Bình Dương và các quận lân cận, di chuyển đi lại khá là thuận tiện. Và với giá bán tầm tiền hơn 4 tỷ để sở hữu căn nhà đẹp, nội thất sang trọng, đẳng cấp và giá bán như thế này rất là mềm cho quý anh chị mua ở, mua đầu tư, mua kinh doanh, mua cho thuê và phù hợp cho đại gia đình nhà mình ở và phù hợp cho các anh chị di tỉnh lên mua cho con ở thì rất là tuyệt vời. Trên này chúng ta có một kho để đồ, một khu vực sân thượng phía sau để chúng ta phơi đồ và một phòng thờ. Khu vực sân thượng sau phơi đồ, phòng giặt thì chúng ta có cầu thang lên trên sân thượng, bồn nước và máy năng lượng mặt trời nha. Phía trước chúng ta có một phòng thờ sút ra phía ngoài và có cửa sổ ra ban công. Đây là phòng thờ nha mọi người. Và giá bán đang chào bán như thế này rất rẻ rồi, quý anh chị hãy gọi cho bên Hùng sớm theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.